xin chào các bạn. Mình đang có mặt tại công viên 30 tháng 4, thành phố Sóc Trăng. Mình đến đây để tham gia chương trình Honda vì bạn. Để tham gia chương trình này á, mình phải có chứng minh nhân dân và bằng lái nha các bạn. Đây là cái phiếu tham gia chương trình này các bạn. Sẽ gồm có ba cái hoạt động. Đây là khu vực chạy thử xe và thử thách. Khi tham gia các bạn sẽ được đóng một cái mọc vào tay như thế này. Các bạn thấy trên chiếc xe là có một cái gỗ đựng rất là nhiều trái banh. Thì khi chúng ta chạy qua đó, chúng ta sẽ không cho trái banh rớt nha. Rất là gồ ghề nha các bạn. Rớt một trái banh chúng ta sẽ bị trừ 10 điểm đó. Chờ lâu lắm các bạn, rất là nhiều người tham gia. Các bạn thấy đó, rất là đông. Có những bác rất là lớn tuổi luôn. Những trái banh này rất là cứng. Chỉ cần tưng nhẹ là nó sẽ rớt đất liền đó các bạn. Bây giờ là tầm 3 giờ mấy chiều đó các bạn. Chương trình này sẽ kéo dài đến trễ lắm á. Tại vì hôm nay là tuyển Việt Nam chúng ta sẽ thi đấu với Indo. Thì sau khi kết thúc trận bóng đá thì mới có bút thăm trúng thưởng rồi các bạn. Giải nhất là một chiếc Honda Vision. Giải nhì như là một cái laptop. Và giải ba là một cái máy tính bảng của Samsung. Các bạn thấy các bạn nhân viên đang đeo bảo hộ lao động, bảo hộ tay và chân cho mình đó các bạn. Rất là khó chạy nha các bạn, mình thấy nó ngoằn ngoèo đó. Có những cái cây chỉa ra mình phải né đó. Chạm vào là không được bị trừ điểm ha. Chú này phải mấy tuổi nào bạn, các bạn, chú được chạy dù rồi các bạn thấy không, chú chạy rất là hay luôn. Đây là chú này. Rồi quay về quay đầu tiên chú ơi. Chào chú. Anh quay gì lắm hả? Rồi mình chạy gọi tên nha, em quay cái gì? Ai cũng nhờ mình hết đó các bạn. Đây cái phiếu của mình nè. Mình đã chạy xong và được bốc phòng thứ hai rồi đó các bạn. Còn thêm một cái mọc nữa là mình gom những cái chai nhựa này đến cái quầy đằng kia, chúng ta sẽ được đóng thêm một cái mọc nữa thì chúng ta sẽ được tặng một cây dù, một khóa. Các bạn nhỏ đang xếp hàng đó các bạn. Và trên tay bạn nào cũng có chai nhựa nha các bạn, phải 3 chai nhựa mới được nha. Em ơi,
đi lượm chai. Bên ngoài đó nhiều lắm á. Mình là lớn nhất trong đám luôn đó các bạn. Xốc hàng, xốc hàng đi không? Rất là vui. Có dịp các bạn cứ tham gia đi, nói chung là vui lắm đó các bạn. Đó. Mình sẽ bỏ từng chai vào ha. Rồi ok. Đây là một cái móc khóa nữa nè. Mình đã đủ bao mọc rồi đó các bạn. Mình sẽ được tặng một cây dù. Em ơi, cho anh gọi cái này. Anh điền mấy thông tin đi. À rồi. Có vài dấu được không em? Dạ đúng rồi. Có hai dấu được không? Dạ không được luôn. Dạ anh đâu có để gì theo luôn rồi, anh lái lại xe. Cố gắng đi, giờ như mình còn nữa nên phải đủ ba dấu nha các bạn. Giờ mới có 4. Anh tốt ở dưới quà, dưới quà mà đi tú ở dưới á. Đúng rồi. Nhờ chị điền thông tin này cho mẹ. Thôi, xin lỗi. Rồi, ok, cảm ơn. Yeah, móc khóa nè, dù nè. Đây là giá đặc biệt đó các bạn. Chiếc Vision màu đỏ rất là đẹp. Để mình xem coi. Hình như là chìa khóa thông minh nữa các bạn. Đó. Đúng rồi. Đang chạy. Mình học cái Winner X đó các bạn thấy không? Khu vực này là khu vực tham gia trắc nghiệm. Đây là chiếc Rebel 300. Các bạn vừa nghe đó là giải nhì là một cái đồng hồ chứ không phải là một cái laptop như các bạn. Đây là CB150R. Quá đẹp nha các bạn. Mình thích cái kiểu bô đúc gầm như vậy nè các bạn. Còn kia là em Winner X. Nói chung là khu vực này trên ngoài xe không nhiều lắm đâu, chỉ một vài sản phẩm thôi.
Mình sẽ đi đâu đó một lúc, rồi khoảng 6-7 bây giờ mình sẽ trở ra đây, mình sẽ bóng đá hay các bạn. Bây giờ còn nắng lắm. Cổng chào đó các bạn. Và đây là cái dù của mình. Thì Việt Nam chúng ta vừa thắng 2-1 đó các bạn, rất là vui. Và bây giờ mình đang đứng chờ một thăm trúng thưởng chiếc Honda Vision này các bạn. Rất là hồi hộp luôn. Cảm ơn bạn Linh rất nhiều. Bây giờ bạn Linh sẽ bốc thăm bằng tay trái hay tay phải của mình. Nếu mà trúng thưởng được chiếc Honda Vision nữa thì đúng là niềm vui nhân đôi cho các bạn, rất là vui luôn. Mình đã rất hồi hộp. Cái thiếu của mình đó các bạn. Và đây sẽ là chủ nhân của giải thưởng xe Honda Vision 2019. Xin được chúc mừng Trần Tấn Lộc, số điện thoại và số cuối là 545. Ồ, Trần Tấn Lộc các bạn ạ. Các bạn có đây không ạ? Trần Tấn Lộc, số điện thoại và số cuối là 545. Không có người các bạn ơi, không có người. Vẫn chưa nhìn thấy tín hiệu. Có thể Trần Tấn Lộc đã không có mặt ở đây. Trần Tấn Lộc, lần thứ hai. Vẫn chưa có tín hiệu nào, nếu như không có chúng ta sẽ hủy cái thăm này nhá. Và Trần Tấn Lộc, số điện thoại và số cuối là 545. Không có mặt ở đây. Hủy cái thăm này, vỗ tay đi ạ. À. Ai cũng vô tay hết các bạn. Ở lại đây là may mắn, một trong những người có mặt ở đây sẽ là người trúng giải thưởng này. Xin mời bạn tiếp tục cho tay vào thùng đông. Nhìn về phía khán giả nha. Trọn đề nữa đông và bóng duy nhất một lá thăm thôi. Xin được chúc mừng. Rất là hồi hộp. Trần Thị Kim Quyên, số điện thoại và số cuối là 231. Trần Thị Kim Quyên, số điện thoại và số cuối là 231. Trần Thị Kim Quyên. Tại sao chứ? Tại sao đến hai người rồi mà vẫn chưa có ai lên nhận vậy các bạn? Trần Thị Kim Quyên. Lần thứ mấy ạ? Thứ hai, vẫn chưa có tín hiệu nào. Ba. Trần Thị Kim Quyên lần thứ. Ai ủng hộ hủy bộ tay. Rồi, tiếp theo cho tay còn thì không nha. Lại hồi hộp tiếp các bạn ơi. Lần thứ ba rồi các bạn, đổi ba lần mà không có lên nhận quà là sẽ bị hủy các bạn ơi. Có rồi kìa các bạn, bạn này thật là may mắn luôn á các bạn, thật là may mắn luôn. Rồi đã khép lại một ngày hôm nay rất là mệt mỏi từ hồi chiều tới giờ. Xin chào. Rồi, cuối cùng đã có kết quả chủ nhận chiếc Vision đó các bạn. Số điện thoại của anh là 0939. Không buồn, nói chung là không buồn. Đội tuyển Việt Nam chúng ta thắng là ok rồi. Số điện thoại của mình 0939879226. Đúng không ạ? Quá đúng luôn. Thôi mình xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn một cái sân chơi vui vẻ khác nha các bạn.